mọi người, hôm nay mình sẽ kết cuộc chơi game xả thú tập 7. Thì nè, mình mới có được một con, kiểu như một cái con mới mọi người, mình mới có được một con mới á. Một con màu vàng mà mẹ nó với cha mẹ của nó là màu cam. Thấy trái ngược không? Kiểu như nó không, kiểu như nếu mà cha mẹ nó là một cái màu một nếu mẹ nó màu vàng mà cha nó màu cam thì cũng không chịu nè, thì nó ra một cam màu vàng thì con chấp nhận, chứ hai con màu cam mà nó ra con màu vàng thì con thấy hơi lạ. Thôi kệ đi, ok về thì hôm nay cô đã được 6 con, cô sẽ kết cục làm đi chưa. Để cô suy nghĩ coi trong đây có mấy con. Ủa ta còn thêm 2 con nữa hả? Đúng rồi, còn 2 con nữa. Thì cô sẽ chọn con nào? Thôi chọn con pin con này đi. Đó, giờ cô sẽ cầm thể để ở đây. Ủa gì nữa? À cái này em bỏ một mất tiền được có đi. À là một con khách. Nghe kiểu như cái kỳ sao mà không khách. Thêm ủ quên nữa, bằng đá đừng ở vòng 12 mọi người. Rồi có được một số cái chỗ mới, nhưng cái chỗ bán mì già mà cô không có được. Rồi tổng cộng hiện tại mình đang có 6 con con. Ok, có 6 con con. 6 con con, cỡ thêm cỡ 2 con nữa thôi. Thà kiểu như là mình được mình sẽ kiểu như là mình được cỡ mình sẽ được nghe hoàn thành cái nhiệm vụ. Ok. Ok. Giờ thì trong lúc đợi quảng cáo thì qua khoan. Đây là cái game gì? Thôi kệ em đi. Đây là cái game kiểu như cô màu theo số. Cái game này kìa, kiểu như nếu bạn con mà hơi có số này thì bạn sẽ dùng cái kiểu như cứ căng đẹp như vậy nè, bị văng ra nữa. 4, 3, 2, 1, 0 xuất hiện, bấm nhẹ he he. Ok, tiếp tục bấm vô nào. Mình đang thắc mắc nên chọn nào nè. Giờ cô đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chọn này. Ok, giờ chắc người sao? Bên này mình cho mọi người có này nè. Hôm bữa cậu nhiên mình ngơi về 12 cái cậu nhiên nó mới được cái này nè. Mình không biết cái này gì không trời, chứ mình không hiểu gì không. Thôi dạ em ơi, chứ mình có không thích cái đó. Nói chung mình thấy cũng không có gì. Ok, giờ cỡ có số con để con nhím. Tổng cộng có 11 phút rồi hả? Ok, thì bên đây con này. Cũng mà cả 11 phút luôn. Cái gì đây? Mình vô lớp dọn hả? Mình bỏ tiếng nó siêu hết xíu rồi mọi người. Ok. Wow. Đây nè, đây là cái kiểu như cái trường vườn. Còn đây là cái ông gì mà có không biết không rõ là con gì nữa. Còn đây là con ếch. Còn đây là con ếch con của nó. Còn đây là kiểu như con hươi chẳng hạn.
Con này chắc là con gì đó, con không biết rõ, chắc chắn mẹ sói nhím nè. Con này chắc cũng không mò vịt. Này là con rùa. Này con khảo. Con này chắc con tinh tinh hay gì đó. Con này chắc là cái này chắc chắn 100% con này con chuột cống rồi. Cống mạnh. Ok thì chắc mình còn chỉ sợ thêm xíu rồi gì đó. Ô, oh, đặt ở đâu cũng được đó hả? Ô. Hay mang về mà 13 qua một đống đồ. Một đống luôn hả? Thế con sẽ để cái ghế đây. Gì nó đây trời. Có hai món đồ nữa hả? Bấm vô đây. Yeah. Giờ mình sẽ đi nhận thưởng. Ok. Và tiếp tục. Ủa còn có 5 cái nữa không? Trời ơi. Sức quá xíu. Bởi như mỗi lần mà mình làm gì kiểu như nó ê vậy đó. Tôi sẽ để kiểu như để nó cuối cùng ở đây cũng chẳng này. Cái mỗi lần cái để được rồi cái ê. Không hiểu sao mà mình mỗi lần xong cái ê thế nào. Ok, vậy em kể như là một cái khu cỏ rồi. Không biết cảm gì em đại đó. Còn hai cái bụi bông này hả? Tạm thời.
Chắc bà hơi cái này. Ok. Cái nhảy xịt. Ok, giờ khi mà thấy có xe cam này còn nâng cấp gì nữa không? Ồ, phải nâng cái mới mới được nữa hả? Ok, thì cái cục đại hái này nó nâng cấp lên coi coi. 1k. Vui không? Đó. Quá nhanh. Còn nâng cấp cái này rồi bà bao chứ không. Ủa có nghìn mấy rồi hả? Có này 500 mấy. Kiếm nào nó rẻ rẻ nó nâng xíu. 400 mấy. 200 mấy. Cái bên nữa trời. Cấm ra kế bên không? Ok. Nâng cấp này cần bao nhiêu? Không cần bao nhiêu? Một phút. Một phút mà nhảy mấy trời nha. Ồ vậy cái này xe bán nước hơi bà ba ấy hả? Có đà sao? Ủa? Mất cái đà. Mất cái đà 150. 10 cái bông hoa. Còn hiện tại mình có 2, 3, 87 cái bông hoa. Dạo bài. Ủa, được bán hả? Ồ. Phải thấy này hơi chật chỗ xíu. Vậy mình đang thấy là mỗi cái mình cho cái được rồi. Ok, giờ thì ngoài lại bỏ ông nữa, hơi kệ luôn.
Ồ, đây là cách xử lý mới. Nhanh và hiệu quả hơn. Kiểu vậy. Ủa, có gì nữa hả? Wow. Ê, xin lỗi, mình ở đụng chúng này cái. Được. Dạ. Cái bên luôn. Cái ghế. Đây, cái ghế. Mấy nó chặt. Ok. Này. Yeah. Cốc. Ok. Ok, vậy được rồi. Cô khám này nữa gì nữa đây. Yeah. Ok, giờ khi chuyển này qua không đi. Mình có đổ một số chị số xíu. Ok, giờ thì sẽ chuyển nó qua đây nhưng ngang vậy đi để cho nó kiểu như nó có bị rồi ra. Nãy giờ mình kiểu như mà không có nói gì xíu. Ủa, mình xích qua đây đúng không? Ồ, được rồi, vậy xích qua luôn, cho nó đỡ mất chỗ nữa. Xích qua xíu. Ủa, không được nữa hả? Không được thì thôi. Để đây. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo. Ủa, có này nữa không ta? Ok, không hề sẽ có này xíu nha. Ngày hôm nay mình không nói kìa. Đúng rồi, game sẽ thú giống như mình đang chơi nữa nè. Trời, con cá sấu bị nuốt mấy con người luôn. Trời. Đùng. Nuốt chết. Nhầm nhầm. Phèo. Nó mày động xuống. Nó ăn phát chết luôn. Chết luôn. Được không? Rồi, để xem nữa. Ok. Để coi coi, không biết dần này có vô miệng được nữa đây. Rồi ấy bị vô miệng nữa rồi. Bị rồi đi không. Ủa à, mình có những cái đường ạ mình chăm sóc hả? Còn thấy gần cái sáu này hơi bị dữ luôn á. 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. Đùng. Gà, gà. Gà nguyên hình có 6 rồi, mọi người thấy không? Nguyên cái bàn tay bị cạp bởi con cá sấu. Cái đùng. Có lần thì bị kéo thôi đi. Có lần thì kiểu như không có bị. Ok. Ok, mình sẽ bấm nghìn máy ở đây. Thêm còn nhiều nghìn máy có được. Cái này là gì nữa đây? Mới đổi luôn hả trời? Ê, mình khá thích con gùa này á mọi người. Để coi nó còn tồn tại trong máy bao nhiêu. Ủa, không được, không biết. Hả? 7 tiếng đồng hồ nữa nó sẽ mất. Ok. Ôi sẽ cố gắng có đồ mùa này mình gọi con nào. Trước mắt là phải làm việc kiểu như một cái chỗ cho nó. Ok, có gì sâu không các? Có cái thùng rác. Cho cái bụi cỏ đi. Ok. Cho cái bụi cỏ thôi. Cái này luôn. Ok. Giờ khi dẫn. Ok, giờ khi tiếp tục. Thôi lúc này chắc no quá, giờ cộng hầm sẽ dừng lại cái nha. Ok. Ok, sắp xong rồi nha mọi người. Tiếp tục thôi. Khoan, khoan bán đi cái. Hay này có được kỹ cả hai qua cái ok. Ủa gì á? À nhầm. Thôi chỉ có hai này rồi. Diễn thêm cả cái thùng rác qua cái nữa. Đó. Đi vệ sinh xong rồi khu vực thùng rác luôn. Giờ bắt đầu quyến hành vận chuyển. Bắt đầu thôi. Vậy bây giờ có kiểu như nó rộng hơn xíu được rồi. Xích. Ok, hát mất rồi đó. Giờ thì ok. Bầm. Ê khoan, còn một khoảng dư nữa mà không thấy rõ. Cứ không, hồi nãy mượn không về. Mới đúng. Ok, giờ thì xúc chỗ đây. Con gùa này xúc chỗ đây không? Này xúc chỗ đây không? Còn một khoảng trống dư hả? Chắc khoan nè. Còn một khoảng trống dư hả? Khoan. Chắc là mình nên chuyển cái này qua chút cái.
bấm vô đây cái. Xích vào đây. Rồi kéo nó. Đúng rồi, ok. Rồi kiểu như kéo cái đài phun nước này qua. Cái đài phun nước hình con gì nhưng mà con không biết rõ nữa. Chắc là hình con hoàng nè. Chắc là cái con gì mà nó giống giống con này nè. Nó giống giống như con này á. Kéo, rồi sẽ test qua. Qua đây. Xích qua đây nữa. Không phải này, trời ơi. Để đây. Còn lúc này hả? Chắc chạy đi mất hơi cũng bạn xíu mà ông hơi cậy à sao không biết luôn hết qua đây không có dần chảy à. Ok, đúng, nhận được một cái kiểu như một cái nữa. Wow, quá tốt. Rồi sao đó? Rồi chuyển những cái bụi cỏ này qua cái chuyển qua đây thông qua bầm xong chỉ có gì nha quá yeah oh my god bay đi ok mày quá còn đúng hai cái bữa qua không khá mày sức bằng đầy xíu qua đây qua đây xong đẹp nhận tiền cơ tiếp theo hả ok vậy ủa ok kiểu như cái này cứ hơi phiền ấy tiếp theo là chuyển cái nước bán chanh về cái chỗ kiểu như bán vô đây phải vô xíu được không được hả ok cứ để đây thôi để đây tiếp theo
Đâu rồi coi. Sớt này qua xíu. Ok. Mình chuyển này ở đây được không ta? Không được quá trời. Ok, không được thì về chỉ khác cũng được có xíu, cỡ như được xíu bên đây nè cũng được, thấy mà nhịp được mà. Kiếm coi còn gì nữa. Ủa gì cho coi, nhà nông vàng. Wow, nhà nông vàng quá ha. Ê, mừng ở đồng hơi ồn xíu. À, cái này kiểu bên đây hả? Ok. Giờ phải làm sao đó ta? Không được. Không rồi, bán này đi. Chừng không biết sao nó đi, trời ơi. Ok. Giờ không biết sao đi, kiểu như đi kiếm được 26 này ta, suy nghĩ coi. Được 3 đồng thôi. Ok, chắc chắc mình sẽ có này các anh ơi. Ok, trong cái này thì tạm thời. Ủa cái gì đây? À, hình như này cao gì đó. Mà thôi, chắc mình không hết đâu. Nếu mọi người muốn nghe, mấy người nghe. Mọi người nghe đi. Để mọi em ngọn cho anh nghe hát thử coi. Như là karaoke gì đó không hiểu nữa. Ok, bấm như đây, bấm quá đã. Giờ khi có thể để một con không biết này con gì nữa mà tạm thời cứ coi quảng cáo hết đi. Ha ha, cái này dừng cái nha. Ok, mình mới có được cái gì nữa nè. Giờ mình thử chọn coi coi. Giờ mình chọn cái bài. Ok, bấm vô đây. Rồi cái này không biết cái này kia là ga áp gì đó. Thôi kệ đi. Bị văng ra đây nó mới có chứ. Sao ta?
bị dân ra đây. Rồi tạm thời với bạn nha. Rồi nào. Ê, bạn biết nói xíu là con gì không? Gì nữa đây trời, nó kêu là hai cái mừng cửa máy hả, chắc ngày cũng hơi dài. Trời đất ơi, cứ nuôi hai con được không chứ. Ở đây. Ok. Thôi video này mình thấy cũng dài rồi. Thôi bây giờ mình sẽ cho mọi người có này cái mình dài. Mà tắt nha. Đó này cái này cái gì nè chị. Kiểu như mình sai khiến con mèo gì á, cũng không hiểu nữa. Còn trong lớp da đó hả? Ủa mà khoan. Ồ. Để coi coi còn bao nhiêu. Cái này cái shop nữa vậy trời. Ủa nó đi vậy. Ok. Giờ cảm quen cái mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây nha mọi người. Ok. Xin hẹn gặp lại và cảm biệt mọi người. Bye bye.